Hello, xin chào cô chú anh chị và quý bà con đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em có đến đây huyện Ba Tri, tiếp tục lại là cái điểm đến của em đó, để ghi hình đăng bán giùm cho anh này ba con bò. Ở đây có hai con bò chữa và một bộ mẹ con. Nói chung là bò này là bò đẹp nha, không nha cô chú anh chị và các bạn. Trước khi đến với cái nội dung ngày hôm nay thì mong là cô chú anh chị và quý bà con hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới, tạo một diễn đàn cho cô chú anh chị mua bán khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm nha. Và bây giờ mình đến với nội dung ngày hôm nay của chú anh chị và các bạn. Cái thông tin của nội dung ngày hôm nay thì bây giờ em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn nè. Con này đang mang thai, tình trạng của nó là 6 tháng rưỡi đó. Con này bộ mẹ con này là đang giữ con đực cam rất là đẹp của chú anh chị và các bạn đó. Còn con bên đây là tình trạng của nó là đang mang chữa 5 tháng rưỡi. Ý, mấy tháng con đang chữa? Mấy tháng? 3 tháng rưỡi của chú anh chị và các bạn đó. Còn con bên đây chữa 5 tháng rưỡi, em báo lộn cô chú anh chị bạn nha. Rồi mình đến với nội dung ngày hôm nay nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, siêu đỏ. Đỏ này là đỏ mật, đỏ đậm nha. Con này chiều cao khoảng 1m3, cái thùng dữ trời lắm. Đẹp. Chân móng nè cô chú anh chị bạn thấy không? Rúng nè. Cái này mát sữa lắm nha. Những bò này là những bò mát sữa không nè. Đó, nhìn hết biết cái thùng không? Con này chữa 5 tháng rưỡi nha. Đó, sái bớm nè. Sái nghiêm chỉnh luôn. Thùng bự hết biết luôn á. Đó. Con này bao chữa bao lòi cho cô chú chị các bạn. Nó 3 tháng đầu tiên em mua về, nếu mà nó bị lòi lú hí gì em nhận lại hoàn tiền đủ nha. Đây. Con này bao chữa 5 tháng nha, 5 tháng rưỡi chứ lộn. Nè mặt mày nè. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, màu rất là đẹp cho anh chị bạn. Đó, này là siêu đỏ anh gút nha. Wow. Nó đẹp không? Chỉnh lại. Chỉnh tướng là làm nền luôn á chịu à. Kế bên bộ mẹ con. Mẹ này là đang giữ con lứa thứ tư nha. Chân móng nè. Đó, sấy bướm nè, sấy nè. Mát sữa cực kỳ của chú anh chị các bạn ơi, thấy bầu sữa không? Con bú mà tràn cái mép nó luôn nè. Đó, thấy bầu sữa không? Nhìn vậy là cô chú anh chị biết con nó như thế nào rồi. Cô chú anh chị thử đoán nghĩ coi con nó cái chân móng nó cỡ này. Đó, vú sữa cỡ này thì cô chú anh chị đoán thử coi cái con nó như thế nào nha. Một cái bộ mẹ con này anh chủ nhà muốn bán với cô chú anh chị với giá là 45 triệu. Còn con bên đây có giá là 40 triệu cô chú anh chị các bạn. Đó, chân móng nè. Còn bên đây anh chủ nhà muốn bán với giá là 40 triệu bao chữa 5 tháng nha. Con đây cái thùng bự dữ dằn luôn. Con bên đây bộ mẹ con nè. Siêu cọp. Mát sữa cực kỳ luôn. Đó, con nè, chú anh chị bạn thấy lực ghê gớm không? Thấy cái dài của nó, cái lưng của nó không chú anh chị bạn? Đó, bộ mẹ con này anh muốn bán giá là 45 triệu. Con đẹp cực kỳ, không bị ốp xe, không bị xuống ruột gì hết nha. Đó, bộ mẹ con này cái giá là 45 triệu, mẹ bao mát sữa. Đó, còn con này, tình trạng của nó là đang mang thai 3 tháng rưỡi. Bao chữa 3 tháng rưỡi nha cô chú anh chị bạn. Đang mang thai lứa thứ hai. Đó, bao chữa 3 tháng rưỡi. Con này chiều cao cũng là 1m3 toàn nhất nha. Giờ anh muốn bán con bò này với giá là 37 triệu cô chú anh chị bạn. Bao chữa 3 tháng rưỡi giá là 37 triệu nha. Rất là đẹp cô chú anh chị bạn ơi. Nó xin thông báo với cô chú anh chị và các bạn đang xem cái video của em. Hiện bây giờ em đang gom xe để đi về Đắk Lắk, Đắk Nông nha. Đang gom bò cho đủ xe, đủ chuyến về Đắk Lắk, Đắk Nông. Cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua bò thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên hình, để em gom đủ xe về Đắk Lắk, Đắk Nông luôn nha cô chú anh chị các bạn. Đó, Đắk Lắk, Đắk Nông sẽ đi qua các tỉnh như là Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai. Đó. Thì cô chú anh chị nào mua bò
thì sẽ được ghép cái chung cái chuyến xe thì cái nhẹ cái tiền xe vận chuyển hơn nha cô chú anh chị bạn. Đó, ba con bò ở đây là hai con siêu đỏ và một con siêu cọp. Nói chung những cái dòng này là đặc biệt mát sữa luôn cô chú anh chị bạn. Hết biết. Đó, mình thấy cái thùng đó là mình biết con bò nó như thế nào rồi ha. Cái giá thì em báo cho cô chú anh chị là cái giá cuối cùng mà anh chủ nhà muốn bán. Còn cô chú anh chị muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Đó, chú anh chị bạn thấy không? Cả chuồng siêu, cả chuồng Angus, cả chuồng siêu cọp luôn. Đó, bao chữa 5 tháng rưỡi mà nó chụp bá luôn. Bây giờ là khách hàng tiếp tục điện thoại cho em. Alo em nghe nè anh ơi. Con bò 3B bông có còn không? Con 3B bông nó mới chốt về Gò Công Tây Tiền Giang rồi anh ơi. Có 16 năm hơn. Dạ đúng rồi, anh thông cảm giùm em nha, đợi chiếc sau nha anh. Mới tất thời đây cho bạn. Dạ dạ dạ. Đó thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi, em bán bò có rất là nhiều khách hàng người ta muốn mua bò, người ta điện thoại cho em. Cô chú anh chị và các bạn á, xem video của em, nếu như mà muốn mua con bò đó thì cứ nhanh tay gọi em, nhanh và liền gọi em liền chứ để người ta mua trước thì cô chú anh chị phải mất lượt, phải đợi thêm một lượt nữa. Cô chú anh chị bạn thấy con đực không? Trời ơi, con đực này nó đã gì đâu, nó ú nu rồi cô chú anh chị bạn. Xương sóc của nó nè, cu giái nè, hết biết cái đít luôn. Bộ mẹ con này có giá là 45 triệu mà con đực kinh khủng được cái lực nó. Con bò mẹ này 6 vú luôn nha cô chú anh chị các bạn. Bò mẹ là 6 vú luôn nha. Vô duyên không? Vô duyên không? Chỗ người ta đang đứng đó tự nhiên cái đái không? Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Cả chuồng Angus, cả chuồng siêu luôn nha. Siêu nữa đẹp, lông sắc lém luôn thôi. Đó, bây giờ báo giá lại của chú anh chị bạn nha. Con này bao chữa 5 tháng rưỡi có giá là 40 triệu, hết biết con bò không? Còn con này, bộ mẹ con 45 triệu, nhịn đực thôi là lấy tiền rồi. Nhịn đực là đủ gạo luôn á. Thấy nè, cái lưng nè. Bộ mẹ con 45 triệu. Con này có giá là 37 triệu, bao chữa 3 tháng rưỡi, kem pháp của chú anh chị bạn. Đó, đối với những con bò em đang quay, đang ghi hình trước mắt của cô chú anh chị thì sẽ được bật chế độ bảo hành trong vòng 3 tháng. Nếu như mà cô chú anh chị các bạn nuôi mà có trường hợp nhưng mà lòi lú hí gì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị và các bạn. Đó. Và đặc biệt một điều, tất cả những con bò em quay cho cô chú anh chị các bạn, nếu như mà nó đẻ rồi thì em đều bảo hành cho cô chú anh chị vì vấn đề lòi đơm trong vòng 3 tháng đầu tiên. Nó còn những con bò bê, những con bò ngé hoặc là những con bò chưa gieo tinh thì em sẽ không đảm bảo hành cho cô chú anh chị và các bạn nha. Tại vì con bò đó nó chưa gieo tinh, thứ nhất. Thứ nhì, nó là con bò con mới lớn, đâu có gì đâu để bảo hành. Đó, cô chú anh chị mua bán thì chúng ta phải nghe kỹ trước khi chúng ta mua hàng, trước khi chúng ta mua bò. Em đã hợp đồng đầy đủ cô chú anh chị và các bạn. Nếu như mà có sai lệch gì, vấn đề gì thì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn cô chú anh chị mua bán, gần đây có một số cá nhân, một số tổ chức giả mạo em để nhằm chiếm đoạt cái số tiền tài đặt cọc của cô chú anh chị và các bạn qua tài khoản ngân hàng. Thì cô chú anh chị và các bạn trước khi đặt cọc hãy điện thoại cho em xác nhận. Và chúng ta chỉ đặt cọc vào số điện thoại của số tài khoản của mang tên Nguyễn Thành được. Còn nếu như mà ngoài cái tên của Nguyễn Thành được thì em sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là những cái hình ảnh cận cảnh và chi tiết. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng cái thước để em đo hạo thử cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem thử coi.
những con bò này cái chiều cao của nó như thế nào để chúng ta có thể chốt trực tiếp trên mạng xã hội là không? Có hai hình thức để chúng ta chốt trực tiếp trên mạng xã hội. Thứ nhất là cô chú anh chị có thể điện thoại trực tiếp với em, rồi chúng ta sẽ đi ra đặt cọc vào số tài khoản của em mang tên Nguyễn Thành Được. Và cái hình thức thứ hai là chúng ta có thể điện thoại trực tiếp cho em, rồi chúng ta chạy ra Thế Giới Di Động hoặc là điện máy xanh gần nhất để chúng ta đặt cọc nha, hoặc là bưu điện chúng ta đặt cọc cho em nha. Đó, còn cái tiền vận chuyển là cái phí vận chuyển là cái phí bên mua chịu hoàn toàn nha cô chú anh chị và các bạn. Em nhận tiền cọc xong rồi em sẽ kiếm xe giao đến cho cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị chịu việc ở nhà và nhận bò xe đến nhà, cô chú anh chị chỉ việc thanh toán tiền xe và số tiền bò còn lại. Rồi thì từ nãy đến giờ thì em đã cập nhật đầy đủ chiều cao kích thước ba con bò này. Chiều cao của nó là tầm khoảng dao động khoảng 1m3 hết cô chú anh chị bạn. Ba con này nó đều rang luôn ha. Đó thì em phỏng vậy là em đo cái con đầu tiên là 1m3, thì hai con còn lại thì em nhắm cũng khoảng 1m3. Nó nhìn cái lưng nó biết rồi, ba con này chiều cao khoảng 1m3. Nói chung là cập nhật đầy đủ thông tin hết rồi, sái tích chân móng em cập nhật đầy đủ hết rồi. Bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Sái bướm con này nè, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Nhớ đừng quên là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của em. Bây giờ em xin kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái video của em. Xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Anh Tú tổng có chai sơn gì không ta? Không. Mua không? Mua thôi 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 được rồi được. Cũng dễ nhớ mà Út. Nhìn mặt. Rồi. Em cái chuồng tảnh biết còn nhiêu con tảnh không? Hai mấy con nữa. Nhà bán bớt bớt này có gì điện thì kêu đi nha. Dạ. Thì anh cứ đi bình thường đi. Đi về nhiều quá ông không bắt được mà. Có đâu. Đi bán bớt bớt thì đi. Quen con này quen hai bên quen sắt, con này thì cặp cây phải không, rung nhiễu cặp cây có cái con sệ. Nãy xuống nó hơi nhát nhát, hồi sáng tuột cái dàm nó hơi tẩy mũi chứ còn bò hoàn toàn là khỏe mạnh hoàn toàn. Rồi rồi bạn. Dạ. Bị thấy mũi nó hơi tụt chẻ hay là tẩy á, đừng sợ. Dạ. Con này sẽ sụt về gì nhớ chứ không gì. Con này khoen khoen chì, khoen đi chì, con rúng đẹp, con này cũng rúng đẹp rồi. Ok.